Rồi. Quý vị các bạn thân mến, đây là một nghệ nhân. Đây là ông Lũy, ông chuyên nuôi cuốc và nuôi bìm bịp. Thì đây là con bìm bịp mà ông nuôi thuần từ nhỏ và ông thả ra và ông đã mang đi đánh được biết bao nhiêu con bìm bịp. Thì đây là con bìm bịp được thuần hóa và các bạn có thể thấy là nó rất là bạo dạn và thân thiết với con người. Ông đang huấn luyện. Đấy, những cái lúc mang đi đánh ông đều tự nhiên như thế này, không phải lồng gì cả. Đây là một cái ông ở trong một cái khu vườn rất là mang tính chất là rất là chim đúng không ạ? Thì ở tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì thì ông chuyên đúc ra được những con chim rất là thuần túy và ông có một cái tài nghệ huấn luyện chim rất là siêu. Ông đã từng nuôi những con cuốc thả rông, những con bìm bịp và những con chim thả ra không phải lồng. Đấy là đây thực tế các bạn có thể thấy đây là con bìm bịp rất là thuần. Lần trước tôi đến thăm thì cũng thấy ông có một con cuốc rất là con cuốc đấy ông bán rồi nhỉ? Con đấy Đấy, thuần bán nhỉ? hết rồi. Rồi. Đấy. Con này thì là cũng rất là thuần mà sao nó mượt thế nhỉ? Quý vị các bạn muốn mua những đôi chim thuần, những đôi chim quý xin liên hệ đến vườn của ông Lũy để tìm được những con chim thuần túy và những con chim hay. Không một sáu ba năm ba không năm chín tám hai, không một sáu ba năm ba không năm chín tám hai. Ok, kêu vọng thế nhỉ? Đến đây là gọi Ông là bảo tiếp mẹ. đi, bảo tiếp đi. Con kia đang ấy. Đây là chưa gái liên tục, chưa gái liên tục một ít nữa. Quý vị các bạn có nhu cầu mua bìm bịp mồi hãy liên hệ cho mình ở 1635305982. Mua những con bìm bịp khổng lồ và đẹp như thế này. Giới thiệu đây là vườn chim của ông Lũy hàng xóm nhà mình. Đây
Đấy. Sắt thép thì mình chả nó có rồi mà mình mua chả mua được cái sắt ấy.